Rồi, chào tất cả cô chú anh em mình nha. Gọi là em Tân đây, tiếp tục nhập đội về con xe cho anh em mình tham khảo ha. Trước mắt anh em là một con quay Trung Quốc nè, quay ha, dọn mới nguyên con ha. Đó, anh em mà đam mê một quay Trung Quốc mà mới nguyên con thì con này ha. Trung Quốc thôi chứ mình cũng dọn đồ có chất lượng nha anh em, không có dọn đồ thường nha. Con này là 7,5 triệu ha. Được không? Chưa lộn mà anh em ơi, con này 7 triệu anh em ơi. 7 triệu ha, quay Trung Quốc úp mới nguyên con, chạy như xe Nhật anh em, xe mới toàn bộ luôn ha. Xe dọn full luôn nha anh em. Tiền dọn không là hết 5-6 triệu rồi anh em ơi, nếu anh em mà có xe cũ anh em dọn nguyên con là biết ha. Cái này là chủ xe dọn ha, dọn rồi giờ hết đam mê rồi, hết đam mê rồi còn bán lại ha. Con này giờ bán anh em 7 triệu ha. Đó. Xe mới từ đầu đích từ công ra ngoài anh em, bình đề giấy tờ đủ mấy em ru ha. Đó. Xe dọn mới nè, 7 triệu Việt Nam đồng anh em mình chơi được con quay mới dọn mới luôn nha. Sơn này là sơn nát anh em, được tiền nha. Giá 7 triệu con quay Trung Quốc nha, biển số 31F8 nha, được chơi ha. Xe quay mà cho anh em đi cài đi làm vườn đi làm hồ này ha. Đó, 3 triệu mấy giấy tờ đủ mấy em ru bánh mâm luôn ha. Đây nè ha. Đó, nhập xe rất là nhiều anh em ơi, mới vừa nhập về tiếp nha. Rồi một cặp Sirius Nhật ha, một cặp Sirius Nhật, con này là đời 2018 anh em. Sirius Nhật máy zin cực kỳ, con này giá 9,8 triệu luôn ha, đời 2018 giá 9,8 triệu. Xe đẹp như mới anh em ơi, đường làng đẹp như mới ha. Đó, biển số thì hơi xa ha, biển số ở Nghệ An ha, biển số 37 nha. Rồi con Sirius Nhật này xe zin liền lạc cũ theo 5 tháng nha anh em. Đó. Con này thì bán 7,5 triệu anh em ơi, Sirius Nhật 7,5 triệu, cùng đề với tờ đủ mấy em ha. Xe zin em bấm đề là nhảy là chạy liền ha, xe Sirius Nhật bấm đề là chạy nên em ha, bấm đề phát chạy liền ha, đèn còn rất là sáng nha. 7,5 triệu, con Sirius Nhật em chơi được chơi ha. Rồi Nogo 6 và Nogo 5 một cặp luôn em ơi, mới nhập đội tiếp con Nogo 6 ha, Nogo 6 cho anh em mình chơi ha. Con Nogo 6 này bán anh em mình là 6,8 triệu ha. Nogo 6 6,8 triệu mình sẽ được chơi ha. Nogo 6 6,8 triệu. Ấy xin lỗi anh em nha, xin lỗi nãy giờ con này số 5 anh em ơi. Con Nogo 6 ở đây xin lỗi. Nói quá tệ bậy rồi. Rồi xin lỗi anh em nha, con này Nogo 5 nha, con Nogo 6 thì 9 triệu, con Nogo 5 thì 6,8 triệu ha. Rồi, bị lộn lưỡi anh em ơi, cần lộ xe nó bóp càng quá bị lẹo lưỡi nên thông cảm nha. Rồi đây xe thì em còn rất là nhiều ha, anh em quan tâm mẫu nào thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha, 0346854213, số này em có xài Zalo luôn ha. Địa chỉ em ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Lắp, tỉnh Bến Tre ha, ở gần quốc lộ lớn nha anh em. Đó, xe thì có rất là nhiều nè, đa hàng, bót, sang đa đầy đủ anh em ha, trong nhà còn rất là nhiều xe ha, anh em nào chơi được xe nào thì alo em ha. Đó. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.